với người dân ven biển, ưu tiên bảo vệ lồng bè, tài sản, gia súc gia cầm, tranh thủ thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp. Các tàu thuyền trên biển phải luôn giữ liên lạc với đất liền, bà con chủ động theo dõi thông tin thời tiết để đưa tàu về bờ hoặc tránh trú ở những nơi an toàn. Trước khi có bão, hãy gia cố, chẳng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây để hạn chế những rủi ro khi mưa bão xảy đến. Cần xác định các vị trí an toàn để trú ẩn và sẵn sàng chủ động sơ tán khỏi nơi nguy hiểm, di chuyển đến những khu vực cao hơn nếu người dân sống ở những vùng thấp, vùng ven biển. Cần dự trữ nước uống, lương thực thực phẩm, thuốc men và các vật dụng cần thiết đủ dùng trong ít nhất 7 ngày. Cần tuyệt đối chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền trong các tình huống khẩn cấp.